chiếc xe mơ ước của mình. Mình rất muốn được lái thử một lần. Cô ơi, bán cho con cái này. Cho cô chút nha. Dạ. Chị đáp anh không? Ngày mai gặp lại mấy bạn nha. Ba mẹ của anh Huy mới mua xe mới đó. Hình như là nhãn hiệu Renda mới ra mắt năm nay á. Mấy bạn ơi, ngày mai gặp lại nha. Đó là xe thể thao Avanta. Xe của nhà Don Don là dòng mới ra mắt năm ngoái đó. Đang ghi nè, bạn cũng hiểu biết về các dòng xe quá ha. À, có gì đâu. Tự nhiên gần đây mình thích tìm hiểu về xe hơi thôi. Bạn thích tìm hiểu thì sao chứ, làm như bạn có thể mua được nó vậy đó. Chào hai bạn, mình đi trước nha. Ít ra thì Danny còn có xe đạp để đi, còn mình thì không hề có thú gì hết. Ơi trời ơi, tay mình mỏi quá chừng. Mấy chuyến xe buýt đông người như vậy chỉ làm mình mệt mỏi hơn trước khi vào làm mà thôi. Ba ơi, nhà của các bạn con ai cũng có xe hơi, tại sao nhà mình lại không có hả ba? Con thấy chiếc xe này được không? Quá, ba định mua chiếc xe đó hả ba? À, đâu có đâu, mặc dù ba cũng muốn lắm. À, con sẽ mua nó cho ba chứ. Ba nghĩ sao mà hỏi vậy chứ? Người ba cần hỏi chính là bà chủ tiêu dùng trong cái nhà này kìa. Mẹ đã nghe thấy rồi, ba con muốn mua xe hơi chứ gì. Chúng ta không có nhiều tiền tới như vậy đâu. Hai cha con cứ tiếp tục mơ nữa đi. Cô bé, thấy xe hơi thì phải biết tự tránh đi chứ. Bộ thầy cô ở trường không dạy mấy cái này hả? Những chuyện này đều là vì nhà chúng ta không có xe hơi mà ra hết. Mimi à, em hãy thử nghĩ mà xem. Nếu như gia đình chúng ta có một chiếc xe hơi thì chúng ta sẽ không bị đối xử như vậy nữa, và cuộc sống cũng sẽ khác hơn. Thưa ba, tụi con đi học. Được rồi, hai đứa đi học ngoan nha. Dạ. Cho nên bây giờ chúng ta phải làm gì đó để gia đình mình có thể mua được xe hơi. Mẹ nghe hết rồi nha. Rốt cuộc mọi người bị sao vậy? Sau khi không lại muốn mua xe hơi là sao? Nhà mình đâu nhất thiết phải mua xe hơi. Tại sao lại cần mua một chiếc xe hơi chỉ để đi trong phố chứ? Em biết trước chuyện nhà mình mua xe hơi là không thể nào được mà. Xin lỗi hai đứa vì ba đã không thể giúp được gì hết. Chắc phải chờ các con lớn hơn thì ba mới có xe hơi chở các con đi học được. Con nghĩ có một cách để nhà mình có xe hơi á. Hả? Là cách gì vậy? Trong cái nhà này chỉ có một người có đủ khả năng để thuyết phục được mẹ mà thôi. Baby của chúng ta muốn đi đâu nè? Ở đâu thì mẹ cũng sẽ đưa con đi hết. Dạ, con thích được mẹ cõng trên lưng như vậy hơn là ngồi xe hơi nhiều luôn á. Vậy con không thích xe hơi hả? Mẹ thấy xe hơi cũng tốt lắm mà. Con không cần đâu, con chỉ cần mẹ là đủ lắm rồi. Có vẻ như chuyện này không dễ làm rồi. Cái gì mà không dễ chứ, ba thấy là bất khả thi luôn thì có. Baby nè, em rất thích xe hơi có đúng không? Dạ phải, em thích xe hơi lắm luôn.
Nếu vậy, em có thích nhà mình mua một chiếc xe hơi thiệt luôn hay không? Dạ không, em có nhiều xe hơi lắm rồi. Cái gì? Em có xe hả? Dạ. Xe mới nhất là Sonita. Dạ rồi, Alphata. Em còn có mấy chiếc xe nước ngoài nữa. Hiểu rồi, thì ra là em có xe đồ chơi. Ba Bi thích xe đồ chơi còn nhiều hơn là xe hơi thật nữa đó ba. Con không có cách nào để thuyết phục em ấy hết. Em nói rồi, chị không thể nói chuyện với trẻ con được đâu. Bộ em không phải là trẻ con hả? Con nói là ba Bi của chúng ta thích xe hơi đồ chơi hả? Dạ, em khoe với con là em có tất cả các loại xe luôn. Mà sao vậy ba? Ba Bi có tất cả các loại xe sao? Rất đẹp đúng không con? Dạ. Sao hả? Con có muốn có được nó không? Dạ muốn, con muốn có nó bà ơi. Ba Bi à, có chuyện gì vậy? Tại sao con lại khóc hả? Mẹ ơi, ra nhà mình không có xe hơi á mẹ. Con nói cái gì? Có phải là gì mẹ không cho phép ba mua xe hơi cho tụi con không? Có phải không mẹ? Tại sao mẹ không mua chứ? Tại sao? Tại sao? Ba Bi à, phải công nhận là em ấy diễn tốt ghê. Chúng ta nên học tập em ấy thêm mới được. Cái đó không phải là diễn kịch đâu. Hồi xưa lúc còn nhỏ chị cũng y chang như vậy. Nhà mình như vậy mà lại không có nổi một chiếc xe hơi. Con thật là đáng thương. Em không dám tin là ba Bi lại có thể nói ra những lời như vậy. Trẻ con thì cũng biết tuổi thân chứ em. Thằng bé biết là nhà của người ta đều có xe hơi, trong khi nhà mình lại không có, cho nên nó mới như vậy đó. Ủa, cái đó ở đâu em có vậy? Em nghĩ là nhà mình có thể mua một chiếc xe hơi. Tuy em đã nói như vậy, nhưng anh nghĩ là trong lúc này mà mua xe hơi thì không thích hợp cho lắm. Mấy đứa con gái muốn có, anh cũng muốn có còn gì. Với lại dịch ba Bi khóc thảm như vậy, em thấy đau lòng lắm. Cái này em đã để dành từ rất lâu rồi, để cha Du và Mimi có thể học cấp 2 và cấp 3. Em để dành học phí cho các con sao? Chuyện học hành của các con quan trọng mà anh. Đúng, tất nhiên rồi, học hành là quan trọng nhất. Ba mẹ ơi, không sao đâu. Mimi và con không cần phải học cấp 2 và cấp 3 đâu, cho nên mẹ không cần phải lo về chuyện học hành của tụi con. Thưa quý khách, thủ tục đã xong hết rồi. Trong 3 ngày chúng tôi sẽ mang xe đến tận nhà cho quý khách. Anh đang làm cái gì đó? Xe của chúng ta bên này. Nó ở ngay kia kìa. Anh biết chứ. Nhưng em cứ để anh đứng đây thêm một chút nữa đi. Vậy ra đây chính là xe hơi của nhà chúng ta sao? Từ giờ em sẽ được đi học bằng xe hơi cái đúng không? Đây, cả nhà cứ thoải mái kiểm tra. Được rồi, cảm ơn anh nhiều lắm nha. Giờ nhà mình cũng đã có xe hơi rồi. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời em á chị Cha Đu ơi. Còn đây là quà tặng kèm, đúng như những gì tôi đã hứa với hoàng tử này. Xe đồ chơi. Thật ra mình có xe hơi rồi. Không lẽ xe hơi mà ba Bi muốn chính là xe đồ chơi á? Người ta giao xe rồi hả? Ba ơi. Xe tuy có hơi nhỏ một chút, nhưng mà vẫn đủ chỗ cho một nhà 5 người chúng ta. Ba Bi nè, chiếc xe mà con thích là chiếc đó hay là chiếc này vậy hả con? Dạ, là chiếc này. Sao hả? Con có muốn có được nó không? Dạ, con muốn. Con muốn con nào bà ơi?
tôi. Kể từ bây giờ không ai được chạm vào chiếc xe này nữa. Ngày mai chúng ta sẽ trả lại cho cửa hàng. Đừng mà mẹ ơi. Vậy thì đừng vô nhà nữa. Sống với chiếc xe đó luôn đi. Mẹ ơi, đừng trả xe mẹ ơi. Anh ấy ở trong nhà vệ sinh hả ta? Gì vậy? Bọn trẻ đi đâu hết rồi vậy kìa? Đi đâu rồi? Đang giữa đêm mà. Không lẽ anh ấy lấy xe chở mấy đứa nhỏ đi rồi? Chiếc xe vẫn còn ở đây. Vậy thì mọi người đã đi đâu hết rồi? Thiệt tình à? Họ thích chiếc xe tới vậy sao? Mình định ngày mai sẽ mang xe đi trả lại, nhưng chắc là chưa được rồi. Ôi trời ơi.